Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và mình là Kairos. Ok, hôm nay mình sẽ làm một video về sinh tồn. Thì hôm nay mình làm video sinh tồn rồi đi. Có thêm một cái series nữa cho các bạn xem. Thì cho series sinh tồn cũ mình đã xóa rồi. Và cái thứ nhất á, là mình cũng muốn làm những cái thử thách. Cái gì, những cái gọi là những cái achievement, là cái thử thách phải không? Mình cũng không, đại loại là mình cũng không nhớ là cái gì nữa. Thì mình muốn làm những thứ đó. Tại do là những cái coin mà do mà Mozan đưa cho mình á, là để thể hiện cho cái sinh tồn của mình như thế nào á. Và cái thứ hai là do là series kỳ sĩ rồng sẽ tạm ngưng lại, do là mình khá là mệt với cái series đó, thì với lại nó cũng khá là lắc và khá là mệt, nên mình sẽ ngừng lại một thời gian. Thì ok, thì thứ nhất á là mình chỉ nói vậy thôi. Và thứ hai là ok, thì nếu các bạn thích video của mình, các bạn hãy để lại cho một like, share video, đừng quên ở nút đăng ký để ủng hộ channel của mình. Và đừng quên các bạn, nếu các bạn đang xem video, các bạn thấy quảng cáo hiện lên, các bạn hãy xem quảng cáo từ 5 đến 10 giây đi, để mình có gói mì tôm ăn sống qua ngày. Và nếu như các bạn đang xem video á, à không phải đang xem video mà các bạn đăng ký video, các bạn hãy click vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký, để mỗi khi mình ra video mà các bạn thì nó sẽ reel lên cho các bạn biết là Kairos đã ra video rồi. Thì ok, chúng bắt đầu video mai nào. Let's go. Ok bạn, thì hiện tại thì mình vừa mới spawn ra, mình đã spawn ngay một cái khu vực một cái khu vực đồi núi, và ở đây chỉ toàn là sỏi thôi các bạn ơi. Trời đậu, mình spawn ra ở trong một khu vực toàn là sỏi và ở trên một đỉnh núi tuyết nha. Ồ, trông cũng khá thú vị. Và ở dưới là đồng bằng các bạn. Ok, mà không được bằng phẳng cho lắm, nhưng mà vẫn gọi là cân bằng nhất trong đây rồi đó. Nhưng mà mình thấy cái chỗ đằng kia có gì đó sai sai. Mà thôi kệ đi. Ok, thì chỗ này có nước đúng không? Ơi 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 ơi. Ok ok, rất là ổn, rất là ổn luôn. Xém chết thôi. Rồi, thì bây giờ gì đầu tiên mà các bạn sinh tồn là gì? Đó chính là chặt cây. Ok, thì chặt cây làm gì? Chặt cây để gây rừng. Gây rừng gì thì các bạn có thể biết rồi đó, là gây cho cánh rừng nó không còn một cái cây. Rồi, thì chúng ta bắt đầu chặt cây nào. Nói vậy thôi chứ chặt cây để sinh tồn nha các bạn. Sinh tồn là phải chặt cây rồi, không chặt cây thì lấy gì mà sống đúng không? Đó, thì bây giờ đầu tiên nè, là bây giờ sẽ chặt cây, sau đó là mình kiếm một chút gỗ. Rồi sau khi mà kiếm được một chút gỗ rồi, mình sẽ đi thám xét xung quanh vòng vòng coi nó như thế nào, xung quanh này như thế nào nha các bạn. Ok, rồi rồi, thì bây giờ mình sẽ đi khám xét xung quanh cái khu này nha các bạn. Nhiều khi nó lại có làng các kiểu thì sao đúng không? Mà thôi, chúng ta cũng không nên trông chờ quá. Thì trông chờ quá rồi lát không có thì cũng hơi bị mệt à. Rồi, hiện tại xung quanh đây thì không có gì cả, chỉ có cây cối các kiểu thôi. Rồi rồi, chúng ta được một cái hang khá là tốt, khá là ổn luôn. Hay ở một cái hang chắc thông với nhau nè. Ok, cũng khá là ổn, không có gì quá đặc biệt. Ủa, bên kia, à cái cây, nhìn ra gì các bạn. Ok, anh chỉ có bí ngô. Ồ, xung quanh đây thì không có gì quá đặc biệt và có vẻ như khá là thuận lợi các bạn. Đằng kia có bí ngô, và ở xung quanh đây là một cái khu vực đồng bằng, và mình nghĩ là cái chỗ này rất là thích hợp để xây nhà, và sau này mình có thể làm những cái cỗ máy redstone cho các bạn xem. Thì ok, thì đúng là khá là ổn, thật sự rất là ổn. Và mình quyết định sẽ làm một căn nhà hẳn hoi ở dưới hang. Nhà hẳn hoi mà, dưới hang đi các bạn, xây nhà dưới hang là tốt nhất. Nhiều khi là các bạn xây nhà dưới hang á, nó có nhiều cái lợi lắm các bạn. Rồi ok, thì để xây căn nhà dưới hang á, thì mình nghĩ là mình sẽ chọn khu vực này đi. Đó, còn đằng kia mình sẽ lắp đất lại và các kiểu. Rồi,
Rồi khoan từ từ. Để xây nhà thì ta sẽ làm một cái bàn crafting table. Sau đó là làm một ít stick và một cái xu là cái xẻng các bạn. Rồi. Shovel hay là cái xu ta? Trời ơi, mình đọc vậy đi tại mình không có giỏi tiếng Anh cho lắm. Mình chỉ đọc cho nó có chút không khí thôi chứ không có gì cả. Rồi, thì chúng ta kiếm được một ít đất rồi này. Thì bây giờ mình sẽ bịt cái hang bên đây lại để không có ai có thể mà kiểu như là quái nó không có vô được á các bạn. Bịt một bên lại, đúng không? Ok, mình sẽ xuống dưới hang luôn. Xuống dưới hang để đào những cái khúc này ra. Trời ơi. Cái hang này mình sẽ còn đào sâu nữa chứ chưa đâu. Các bạn nhìn vậy thôi chứ cái hang này đào sâu nữa được. Rồi. Đó, mới vô mà xây nhà liền luôn cho nó nóng. Chứ xây nhà lâu quá là lát nữa là trời tối mà mát là mát luôn cái người á. Mà mát ở đây là các bạn có thể hiểu như là chúng ta sẽ gặp một số vấn đề về mọi thứ, về mọi mặt luôn á. Rồi, thì đây. Tối thì mình sợ nhất là con gì ta? Con ghét thôi chứ không có sợ. Mình không có sợ con gì đó. Đố bố con nào dám đụng vô mình. Đó. Thì thật sự thì mình... Ồ, cái hang này khá là to nè các bạn. Ồ, khá là thú vị. Rồi, mình sẽ sống ở đây đi ha. Để xem. Mình nghĩ là mình cần một ít đất nữa. Lắp cái chỗ này lại thôi chứ không có gì hết các bạn ơi. Đó. Rồi. Đó, ok. Đây. Chúng ta đã lấy được một khá là nhiều đất. Và mình sẽ cố gắng lắp cái đống này lại. Ok, đó, quá ổn luôn. Và mình sẽ thông cái hang bên kia với cái hang bên đây lại. Mình sẽ lắp cái hang bên kia lại luôn nha. Mình tính là cái hang này cái chút xíu à. Mình nhìn không có kỹ các bạn. Mình nhìn không có kỹ, thành ra là bên đây nó còn nữa. Rồi, rất ổn. Okay. Không sao, mình vẫn có thể đào tay được các bạn. Đào chay chắc cũng không quá tệ. À tới rồi, tưởng đâu không tới luôn chứ. Rồi. Thì lắp cái hang này lại đúng không? Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái chỗ này trước. Ủa, đập cục đất đi. Đó, mình sẽ lắp những cái hang này lại để còn làm việc với tụi nó nữa. Đây. Oh my god, không đủ đất các bạn. À thôi, lấy miếng đất đây nữa nè. Đó. Chắc chắn phải đủ, cái này mà không đủ thôi chịu. Đây, cục đất này nữa. Rồi. Đó. Đó các bạn, mình đã làm xong rồi. Thì hiện tại là mình đã xong cái hang rồi nha. Thì lúc khi mà xong được cái phần này rồi thì mình sẽ làm một cái... Đây, lắp lên. Mình sẽ cho ta thấy là căn nhà của mình nó hẳn hoi đến cỡ nào. Đó. Nhà dưới hang nhìn vậy thôi chứ nó cũng phải là gọi là đỡ tốn chi phí nhất luôn các bạn. Đó. Ok. Đã làm xong một căn nhà dưới hang và có vẻ căn nhà này khá là ổn khi mà chúng ta có rất là nhiều những thứ khác. What? À, mình tưởng đâu là có gì chứ. Oh các bạn. Nhìn vậy thôi mà căn nhà này cũng hơi bị bro rồi nha. Đây mình sẽ cố gắng làm một cái stick. Mà quên mình hết gỗ rồi mà. Hết gỗ rồi không làm được. Thiệt. Nãy mình không làm đủ đồ. Sắp tối nữa rồi kìa các bạn. Ghê thật. Có cây gần đây nè. Ngon. Vậy là quá tuyệt. Có cây gần đây là tuyệt rồi. Mình sợ phải đi đâu xa kiếm nữa thì lát nó mệt. Rồi. Đây, ok, đã xong. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một miếng gỗ. Sẽ đi xuống hang lại nha các bạn. Tối tốt nhất không ra ngoài nhiều.
ở này không có cù vậy, vậy mà không có cù cái đấy. Rồi chúng ta sẽ mở rộng cái hang ra, và trước hết mở rộng thì chúng ta sẽ đào đá một tí đó, đào than các kiểu luôn. Rồi thì sau khi mà đào xong cái này rồi, chúng ta sẽ bắt đầu làm ngay một cái cúp đá ngay và luôn nha các bạn, tại vì giờ mình cần, mình thấy sắt rồi mình làm sắt luôn cho nó lẹ đó. Đây đừng nói một cục cái tôi nằm liền luôn á. À hai cục, ủa à ba cục, ngon vừa đủ làm một cái cúp mới luôn. Thì cái này các bạn vô mà các bạn gặp sắt như thế này là các bạn quá hên rồi, khởi đầu khá là thuận lợi. Thì mà cái nhà đầu tiên của mình là cái nhà dưới hang nha. Đó. Xây dựng một căn nhà trong hang vậy là tuyệt không? Mình nghe tiếng của skeleton các bạn. Làm cái cửa. Làm cái cửa phòng thân liền. Rồi. Đó. Rồi thì cái khúc hang này chắc cũng phải là tối á, tại do mình cài cái shader, có lộn cái này với shader mà giống như là một cái resource pack á, nó giảm lag nên ra nó xóa bóng. Thì bởi vậy các bạn nhìn nó không có tối, nhưng thực chất á là nó sẽ tối. Nên ra là chúng ta cũng phải đề phòng, chứ không phải là không đề phòng mà cứ đi nhong nhong vậy đâu. Đó. Rồi chúng ta có một ít đồ rồi đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái này ra làm một cái đuốc. Rồi, đặt ngay cái đuốc ở ngay chỗ này. Đó, đặt cái đuốc ở đây đầu tiên nè. Sau đó qua bên đây đặt đuốc nè. Rồi, ở đây cũng cần một cái đuốc nè. Đó, ok. Rồi thì chắc kỳ sau mình bỏ cái hiệu ứng không, cái hiệu ứng này đi, chứ nó nguy hiểm đó các bạn. Mình cũng không biết khi nào sáng, khi nào tối nữa, nên ra khá là nguy hiểm. Rồi mình sẽ cố gắng đào đống than này cái đã. Rồi chắc đào xong đống than này mình cũng kết thúc video luôn, chứ video đầu tiên này cũng khá là ngắn. Thì video này chắc là mình chỉ làm căn nhà dưới hang vậy thôi nha các bạn. Đó. Rồi thì ok, nếu các bạn thích video của mình, các bạn có thể để lại cho mình một like, share video, đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ channel của mình nha các bạn. Và đừng quên, nếu các bạn hãy thích video này, các bạn hãy để lại một like, share video, đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ channel của mình. Và ok, các bạn có thể xem livestream của mình mỗi buổi tối vào lúc 6 giờ. Các bạn có thể xem livestream của mình nha các bạn. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.